Mình là Quý, xin giới thiệu với mọi người là đây là bộ âm sàn Quico 24V của Italia. Cơ cấu bánh răng góc mở 180 độ. Đây là thông số của motor này. 24V DC, công suất 50W. Dập nổi made in Italy này. Đây là hai motor 24V. Là hệ thống bo mạch. Bạn nào cần lắp cổng tự động hoặc tư vấn cổng tự động thì hãy liên hệ vào số hotline của mình nhé, 0983928681, để được hướng dẫn chi tiết nhất. Bên đây là hệ thống mắt thần hoặc là cảm biến chống kẹt. Đây là tay điều khiển của Quico này, bấm đóng này. Dùng khẩn này, mở này, máy bắt đầu giảm tốc nên motor chạy rất là chậm. Sau đây là cách hướng dẫn đấu nối của motor âm sàn Quico 24V của Italia. Bắt đầu từ nguồn vào này. Nguồn vào thì ta cấp nguồn vào đây, nhưng mà cấp nguồn vào đây. Mình cấp nguồn đúng chân lửa và chân mát. Cấp nguồn xong thì ta đấu nối motor. Đây là chân motor 1 này, motor 2 này. Ví dụ ngược chiều motor thì mình đảo vị trí chân của hai con này với nhau. Cái bên này là motor 1 thì ví dụ cổng, bên nào ví dụ cổng có hèm, cánh mở trước thì mình sẽ đấu vào motor 1. Đây là chân nguồn 24V đầu ra của cảm biến. Đây là chân dương này, đây là chân âm này. Rút rút hết ra dây, nhấc lại dây đi. Đây là chân dương và chân âm này. Đây là chân tín hiệu của cảm biến. Đây là bốn cái nút để mà cài đặt thông số mạch. Thì thời gian đóng mở cổng dài hay ngắn thì mình sẽ chỉnh ở bốn nút này. Cái này thì sẽ lúc nào lắp đặt trực tiếp sẽ hướng dẫn chuyên sâu. Còn đây là nạp tay điều khiển. Nạp tay điều khiển thì bên có nút này, bấm đèn đỏ sáng này, bấm nút tay điều khiển đèn tắt, bấm lần nữa đèn phía trước là điều khiển đã nhận này. À, bấm bình thường nữa. Cổng mình góc mở rộng thì mình tăng thời gian lên thôi. Các thông số thì nhà sản xuất đã để sẵn hết cho mình rồi. Cơ cấu của Quico 24V là cơ cấu bánh răng, cơ cấu 180 độ, góc mở tùy chỉnh, mình có thể chỉnh được từ 10 độ đến 180 độ tùy theo vị trí từng nhà một. Nguyên lý của motor 24V là có hai nguyên lý, thứ nhất là đóng chống kẹp và cảm biến này, thứ hai là chống kẹp trên thân motor. Khi gặp cái phản lực ở trên cánh ấy, thì motor sẽ tự dừng lại được. Motor 24V chạy rất là êm, tần suất đóng mở được liên tục, nó không bị nóng máy.